ok. Đây, nó bắt đầu phóng qua đường nè mọi người ơi. Phóng qua màu mẫu, bên kia nó tràn qua, bên đây nó tràn lại mọi người ơi. Còn cái máy bên đây là cái đắp bờ mẫu mọi người. Dịch ra cho ăn nha mọi người. Trời ơi mọi người nhìn thấy quá tuyệt vời luôn. Mọi người nhìn thấy cảnh đồng quê giản dị không mọi người? Lấy cài xong rồi thả dịch ra. Đây là lấy cài. Dịch nó đang tràn qua những chỗ mình cài rồi đó mọi người. Bắt đầu nó xuống nó ghẻ kìa. Trời ơi. Cái đàn dịch này có thể là mấy chục ngàn con mọi người ơi. Trời ơi hết biết luôn. Quá khủng. Rồi mọi người trắng đồng quá nè. Trời ơi nhìn kìa. Đây là mọi người mình gom gần lại cho mọi người xem nè. Trời ơi nhìn kìa. Một đàn dịch khủng khiếp luôn mọi người. Đây là anh chân dịch, anh đang lùa trở ngược về kìa mọi người. Quá khủng rồi mọi người. Ok. Đây, nó bắt đầu phóng qua đường nè mọi người. Phóng qua màu mẫu, bên kia nó tràn qua, bên đây nó tràn lại mọi người. Trời ơi, nhìn kìa, hết có biết luôn. Lần đầu tiên trong đời mình thấy cái đàn vịt mà chạy đồng mà lớn nhiều như thế này luôn mọi người. Quả tư.
dịch rồi mọi người.